Nhan sắc người đẹp Bình Dương, bạn gái cầu thủ Tiến Linh. Với nụ cười rạng rỡ, làn da trắng, hình thể cân đối, Hồng Loan bạn gái cầu thủ Tiến Linh được nhiều người khen ngợi. Mới đây, thông tin cầu thủ Tiến Linh và bạn gái công khai mối quan hệ gây xôn xao trên mạng xã hội. Cô gái đang hẹn hò với Tiến Linh là Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994, tốt nghiệp cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng được chú ý sau khi tham gia MV âm thầm bên em của Sơn Tùng M Thành phố, sau đó cô tham gia nhiều dự án phim như Tiệm ăn gì ghẻ, như khúc tình ca, mạc gia ký. Hồng Loan sở hữu gương mặt cân đối, nụ cười tươi và làn da trắng, cô cao 1,62 m, số đo ba vòng 88-60 đến 90 cm. Chia sẻ với báo giới, nữ diễn viên cho biết Tiến Linh chủ động kết bạn và nhắn tin cho cô từ trước Tết Nguyên đán 2020, cả hai đều quê Bình Dương. Do đó, trong dịp Tết vừa qua, họ có nhiều cơ hội gặp gỡ. Dù hơn Tiến Linh 3 tuổi, nhưng Huỳnh Hồng Loan khá trẻ trung, và xinh đẹp. Cô cũng ghi điểm với người đối diện bởi gu thời trang hiện đại. Nhận xét về bạn trai, Hồng Loan từng nói Tiến Linh hiền lành, thật thà, và biết quan tâm đến người khác. Nữ diễn viên cũng cho biết, tình yêu bóng đá là một trong những lý do đưa cô và Tiến Linh đến với nhau. Linh Giang tổng hợp, ảnh, ép bệnh viện hy vọng quý vị cho một lượt thích để ủng hộ tôi mới đi học đọc về xong trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại